Yuna và IU tái xuất với loạt phim hot Ai sẽ là người chiến thắng. Sau khi đạt được nhiều thành công với các bộ phim truyền hình, IU đang nhắm tới màn ảnh rộng và hy vọng sẽ tiếp tục để lại nhiều dấu ấn. Gần đây, The Broker, bộ phim điện ảnh đầy đầu tay của IU đã xuất sắc vượt qua một loạt bom tấn Hàn để chính thức góp mặt tại Cannes 2022. Theo đó, vào ngày 14 tháng 4, Liên hoan phim Cannes đã công bố danh sách phim được đề cử cho nhiều hạng mục giải thưởng. The Broker là phim Hàn hiếm hoi lọt vào danh sách này. Đây là thành công vang dội với đoàn làm phim cũng như là một vinh dự rất lớn cho IU và giúp cô có thể khẳng định được tài năng, vị thế của mình với diễn xuất. The Broker là bộ phim xoay quanh những chiếc hộp đặc biệt được đặt gần các bệnh viện. Khi những người mẹ sinh con nhưng không đủ khả năng nuôi đứa bé, thì họ sẽ bỏ con vào chiếc hộp này và hy vọng sẽ có một người tốt nào đó mang chúng về nuôi. Đây là bom tấn rất được chờ đợi vì ngoài IU, The Broker còn quy tụ một loạt ngôi sao đình đám nhất xứ Hàn như Song Kang-ho, Kang Dong-gun và Beduna. Phim cũng được chỉ đạo bởi đạo diễn người Nhật Hirokazu Koreeda và người từng giành giải danh cọ vàng tại Cannes 2018. Phim dự kiến sẽ được khởi chiếu vào tháng 6 năm 2022. Bên cạnh đó, bộ phim Dream mà IU đóng cặp cùng nam thần đình đám Park Seo-joon cũng đã chính thức được đóng máy sau 2 năm ròng rã sản xuất và sẵn sàng ra mắt công chúng trong thời gian tới. Dream kể về những nỗ lực của một đội bóng vô danh cố gắng tham dự Homeland World Cup, một sự kiện bóng đá quốc tế thường niên dành cho người vô gia cư. Đây cũng là một tác phẩm nhận được rất nhiều sự chờ đợi với nội dung hấp dẫn nói về những giấc mơ tuổi trẻ và đánh dấu sự kết hợp của hai ngôi sao đình đám nhất làng giải trí Hàn, IU và Park Seo-joon. Cùng với IU thì Yuna cũng là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm chờ đợi với một loạt dự án khủng cả truyền hình lẫn điện ảnh. Bộ phim Big Mouth mà Yuna đóng cặp cùng Lee Jong-suk dự kiến sẽ được lên sóng vào tháng 7 năm nay. Hai người vào vai một cặp vợ chồng và hứa hẹn sẽ khiến khán giả cực kỳ phấn khích.